truy tìm thân nhân người thanh niên tử vong tại cầu Bảo Định. Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Long An tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông đường bộ tự gây tai nạn xảy ra lúc 5 giờ 40 phút ngày 15 tháng 11 năm 2022 tại cầu Bảo Định, đường Danh Đai, thành phố Tân An, thuộc địa phận khu phố Nhân Hậu, phường Tân Khánh, thành phố Tân An. Nạn nhân chưa rõ tung tích, có đặc điểm nhận dạng như sau. Giới tính, nam khoảng 35 đến 40 tuổi, cao 1m61, mắt bên phải bị mù, chân bên trái bị cục, đến gối, đi chân giả, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 51R18720. Vậy ai là thân nhân của nạn nhân nêu trên? Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Long An, số điện thoại 0693 170. Khi đến, mang theo giấy chứng minh nhân dân, căn cứ công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác của nạn nhân.